Lý Hải tung ti giờ lật mặt 7, năm con nhường nhau nuôi mẹ. Lý Hải vừa hé lộ ti giờ lật mặt 7, một điều ước hút sự chú ý của khán giả. Phim dự kiến công chiếu dịp lễ 30/4. Lật mặt 7, một điều ước là thể loại phim tình cảm, hài mang yếu tố gia đình làm chủ đạo. Mới đây, đoàn phim tung poster và teaser đầu tiên hé lộ câu chuyện đầy cảm xúc với sự góp mặt của dàn diễn viên khủng. Lật mặt 7, một điều ước giới thiệu đến khán giả đại gia đình của bà Hai 73 tuổi, do nghệ sĩ Thanh Hiền thủ vai, người mẹ đơn thân tự mình nuôi 5 người con khôn lớn. Mỗi người lúc trưởng thành đều có cuộc sống và gia đình riêng. Trailer được mở ra với khung cảnh thơ mộng của một ngôi làng trên vùng cao với những hàng mai anh đào nở rộ, những cung đường uốn lượn vô cùng lãng mạn, những em bé vật lộn ở sân nhà bị mẹ cầm roi la mắng, đưa những ký ức tuổi thơ hùa về với người xem. Ở đầu trailer, bà Hai giới thiệu gia đình mình bằng giọng niềm nở, tự hào, rằng các con luôn dễ thương. Khi hỏi đứa nào sẽ nuôi mẹ, cả năm đều mạnh dạn giơ tay xung phong nuôi mẹ. Mỗi lần tôi bị gì, tụi nó đều chạy đôn chạy đáo về, bà khoe với bạn mình. Từ ngoài nhìn vào, ai cũng nghĩ đại gia đình bà Hai quá hoàn mỹ, viên mãn và hạnh phúc. Thế nhưng sự thật lại trái ngược hoàn toàn. Ekip Lý Hải đã tinh tế dùng sự tương phản trào phúng để làm nổi bật tình hình gia đình không mấy tươi đẹp của bà Hai. Các con xa cách mỗi người một phương, để bà sống một mình, lúc hoạn nạn không ai nương tựa. Một trong những chi tiết đáng chú ý nhất chính là bức ảnh gia đình chụp chung theo lời bà Hai giới thiệu, nhưng thực chất lại được chắp vá từ những hình ảnh khác nhau của các con. Teaser tiếp tục đưa người xem đến buổi họp bàn online của 5 người con, bao gồm anh Hai Khôn, Trương Minh Cường, Ba Lành, Đinh Y Nhung, Tư Hậu, Quách Ngọc Tuyên, Năm Thảo, Trâm Anh và Sáu Tâm, Trần Kim Hải. Anh Hai Khôn là người có cuộc sống giàu sang nhất, trong khi những người em Tư Hậu, Năm Thảo và Sáu Tâm đã dựng vợ gả chồng nhưng không khá giả bằng. Trong số các anh em, Ba Lành là người duy nhất có thời gian chăm mẹ. Thế nhưng sau khi bị chồng bỏ, con gái bệnh phải cấp cứu, Ba Lành cũng không còn thời gian để trông nom mẹ nữa. Đoạn cuối teaser bỏ ngỏ với câu hỏi lớn nhất được anh cả đưa ra và cũng là chủ đề xuyên suốt của Lật Mặt 7, một điều ước là trách nhiệm thuộc về ai? Trong 5 người con, ai sẽ về chăm mẹ sau khi bà gặp tai nạn, bị thương? Phần phim thứ 7 của Lật Mặt không khoe nhiều cảnh cháy nổ, rượt đuổi hay đấu đá nảy lửa, song vẫn khiến khán giả sụt sùi. Câu chuyện tình thân trong phim lại trở thành bài toán nan giải, từ đó mang đến những bất ngờ khó đoán cho khán giả. Với thông điệp sức mạnh tình thân, Lý Hải và ekip mong muốn mang đến cho người xem một phần Lật Mặt mới lạ, khác biệt so với trước đây nhưng vẫn giữ được sự bình dị, gần gũi và chạm đến tận trái tim. Phim mới của Lý Hải có sự góp mặt của nhiều tên tuổi quen thuộc lẫn mới mẻ, diễn viên Thanh Hiền, Trương Minh Cường, Đinh Y Nhung, Quách Ngọc Tuyên, Ami Minh Khuê, Thanh Thức, Trần Kim Hải, Tín Nguyễn, Lê Thu, Trâm Anh, Tạ Lâm, Seri, Thái Vũ, cũng như các diễn viên Nhí Ngân Chi, Hồng Anh, Hoàng Long. Bên cạnh đó, Lật Mặt 7 còn có sự góp mặt của nghệ sĩ Tú Trinh, Mạnh Dung, Phi Điểu, Tiết Cương, Long Đẹp Trai, Hoài An, Tùng Du Ki, Ngọc Lan, Thị Mười, Oanh Kiều. Lật Mặt 7, một điều ước do Lý Hải viết kịch bản, đạo diễn, biên kịch, sản xuất và dựng phim. Phim dự kiến khởi chiếu ngày 26 tháng 4. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.